Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, rộng hơn 5.000 m², là nghĩa trang liệt sĩ cấp xã có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây có 786 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 396 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Viện Pháp y Quốc gia tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, xác định ADN cho toàn bộ số hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Qua 4 ngày đã khai quật, lấy mẫu 300 hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Kết quả các mẫu ADN sẽ được lưu giữ và bảo quản tại Ngân hàng ADN liệt sĩ chưa xác định thông tin và thân nhân liệt sĩ cả nước.